Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là Hoàng Dung và Mỹ Lan. Xin cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình tin tức của hệ thống truyền hình VBS trên băng tần 57.6 ở miền Nam California và 16.8 ở miền Bắc California. Chương trình được phát sóng 5 ngày một tuần, thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 7 giờ và 10 giờ sáng. Và trước khi bước vào phần tin tức của ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị một thông báo của hệ thống truyền hình VBS. Kính thưa quý vị, hệ thống truyền hình VBS kính mời quý vị tại hai miền Nam và Bắc Cali trên toàn Hoa Kỳ và thế giới và một trong 12 kênh truyền hình của chúng tôi để theo dõi các chương trình tin tức, bình luận, tôn giáo và giải trí bằng tiếng Việt hết sức giá trị và hấp dẫn. Và xin mời quý vị tham dự các chương trình đấu giá kim cương, túi sách, nhà đất, xe tàu, đồ cổ và đồ thặng dư với phẩm chất tuyệt đối và giá cả tuyệt rẻ. Các chương trình này sẽ được phát hình hàng tuần bằng hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt thưa quý vị. Muốn biết đầy đủ chi tiết cũng như cách tìm đài VBS, xin quý vị vào trang mạng vbstelevision.com hoặc là gọi số điện thoại 714-852-3021. VBS xin trân trọng kính báo và kính mời. Và kính thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin về Hoa Kỳ. Nữ lực sĩ giành huy chương vàng tại Thế vận hội 2 tháng sau khi nhập tịch Hoa Kỳ. Nhân viên của Microsoft bắt đầu trở lại văn phòng làm việc vào ngày 28 tháng 2. Amazon và Walmart cho phép nhân viên đã tiêm vaccine COVID-19 không cần phải đeo khẩu trang. Công dân Hoa Kỳ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, du lịch nước Pháp không bị kiểm dịch. New York sa thải 1.430 nhân viên không tiêm vaccine COVID-19. Giá cổ phiếu của Moderna, Pfizer sụt vì số ca nhiễm Omicron giảm mạnh tại Hoa Kỳ. Bắt một nam công dân Pennsylvania đã chặt xác của bạn gái của mình sau cuộc tranh cãi. Người bị liệt được ghép tủy có thể đi lại. Và kính thưa quý vị, tiếp tới đây là phần tin chi tiết. Nữ lực sĩ giành được huy chương vàng Thế vận hội 2 tháng sau khi nhập tịch Hoa Kỳ. Thưa quý vị, nữ lực sĩ Hoa Kỳ là Kelly Humphries vào ngày thứ Hai đã thực hiện màn trình diễn vượt trội để giành huy chương vàng ở nội dung trượt bằng đơn nữ tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Đây là chiếc huy chương vàng Thế vận hội thứ 3 của nữ lực sĩ 36 tuổi sau khi đã giành được 2 huy chương vàng Olympic cho đội Canada và là lần chiến thắng thứ 3, 2 tháng sau khi cô trở thành công dân Hoa Kỳ. Trước đó, cô đã thi đấu cho Canada giành huy chương vàng Olympic Thế vận hội Vancouver 2010 và Thế vận hội Sochi 2014. Lực sĩ đồng đội Alina Meyers-Taylor ở vị trí thứ 2 và Christine De Bruyne của Canada đoạt huy chương đồng. Chiến thắng đã biến cô thành lực sĩ thứ 2 của lịch sử Olympic mùa đông, giành được huy chương cho 2 quốc gia khác nhau, cùng với lực sĩ trượt băng tốc độ cự ly ngắn Victor Ahn. Được sinh ra ở Calgary, Alberta của Canada, Humphries đã dành phần lớn thời gian hoạt động thể thao để thi đấu cho Canada. Tuy nhiên thì vào năm 2018, cô tố cáo hành vi quấy rối của huấn luyện viên trưởng Canada là Skelton Todd Hayes và xin được rời đội Canada vào tháng 9 năm 2019 để thi đấu cho Hoa Kỳ, mà cô cho là nơi an toàn và có cơ hội để tiếp tục hoạt động thể thao. Năm lực sĩ Olympic Hoa Kỳ giành được nhiều huy chương tại Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh, đó là Apollo O'Donnell, Bonnie Blair, Bo Miller, Eric Hayden và Chad Herrick. Thưa quý vị, nhân viên của Microsoft bắt đầu trở lại văn phòng làm việc vào ngày 28 tháng 2. Ông Chris Capossola, phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Microsoft Corporation vào hôm thứ Hai cho hay là nhân viên của họ sẽ trở lại tổng hành dinh ở tiểu bang Washington để làm việc vào cuối tháng này, sau gần 2 năm làm việc từ xa vì đại dịch COVID-19. Ông Chris Capossola cho biết, nhân viên của công ty nhu liệu khổng lồ sẽ có một tháng để điều chỉnh lịch trình hoạt động, tuyên bố rằng quyết định trên được thực hiện để cải thiện tình trạng sức khỏe của mọi người khi mà số ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron giảm dần. Các văn phòng của Microsoft Corporation tại Vịnh San Francisco cũng sẽ mở cửa trở lại vào ngày 28 tháng 2
và các văn phòng khác của Microsoft khắp Hoa Kỳ sẽ đồng loạt mở cửa khi thuận lợi. Amazon và Walmart cho phép nhân viên đã tiêm vaccine COVID-19 không đeo khẩu trang. Thưa quý vị, hai công ty Amazon và Walmart cho biết là không bắt buộc nhân viên đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ phải đeo khẩu trang trừ khi bị chính phủ ở địa phương yêu cầu. Hai công ty bán lẻ khổng lồ cho biết đã quyết định như trên sau khi giới chức thẩm quyền nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ dỡ bỏ quy định buộc đeo khẩu trang vì số ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron giảm dần. Vào thứ Sáu tuần qua, công ty Walmart tuyên bố với khoảng 1.6 triệu nhân viên làm việc tại Hoa Kỳ rằng người chưa tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ sẽ không phải đeo khẩu trang tại các cơ sở của Walmart hoặc là Sam's Club, trừ khi tiểu bang hoặc địa phương yêu cầu. Trong khi nhân viên chưa tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và người làm việc ở các phòng khám sức khỏe cũng như tiệm thuốc tây vẫn phải đeo khẩu trang. Công ty Walmart lần đầu tiên bắt buộc nhân viên đeo khẩu trang vào tháng 7 năm 2020. Sau đó thì bãi bỏ quy định đối với nhân viên đã tiêm chủng đầy đủ vào tháng 5 năm 2021 trước khi áp dụng trở lại vì số ca nhiễm COVID-19 biến thể Omicron tăng vọt. Quy định được Walmart ban hành một ngày sau khi Amazon thông báo cho các nhân viên đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ rằng họ có quyền làm việc mà không cần đeo khẩu trang. Thưa quý vị, cũng từ ngày thứ Sáu thì chỉ có nhân viên Amazon đã nhận được ít nhất là một liều vaccine COVID-19 mới được nghỉ việc có lương khi bị nhiễm bệnh và chỉ người đã được tiêm chủng đầy đủ mới được hưởng quyền lợi kể từ ngày 18 tháng 3. Nhiều tiểu bang ở Hoa Kỳ tuyên bố dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong những ngày gần đây vì ca nhiễm và tỷ lệ vào bệnh viện đã giảm đi. Tuy nhiên thì Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ vẫn khuyến cáo mọi người nên đeo khẩu trang ở nơi công cộng, trong nhà kính, tại nơi có nguy cơ lây nhiễm cao. Công dân Hoa Kỳ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, du lịch tới nước Pháp không bị kiểm dịch. Thưa quý vị, kể từ ngày thứ Bảy thì việc nhập cảnh vào nước Pháp sẽ dễ dàng đối với du khách Hoa Kỳ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Theo giới chức thẩm quyền Tòa đại sứ và Văn phòng Tổng lãnh sự của nước Pháp tại Hoa Kỳ, thì du khách Hoa Kỳ đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ và những người dưới 12 tuổi được phép nhập cảnh vào nước này mà không cần xuất trình giấy chứng nhận có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Trước ngày thứ Bảy, du khách đã được tiêm vaccine COVID-19 tại Hoa Kỳ vẫn phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 không quá 48 tiếng đồng hồ trước khi khởi hành. Kể từ ngày 1 tháng 2, thì du khách từ 18 tuổi trở lên chỉ cần xuất trình bằng chứng là đã tiêm liều vaccine COVID-19 tăng cường không muộn hơn 9 tháng, được coi là đã tiêm phòng đầy đủ. Tuy nhiên, du khách Hoa Kỳ không tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ được yêu cầu là phải xuất trình giấy chứng nhận kết quả âm tính với COVID-19. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ đã coi nước Pháp là một quốc gia có mức đe dọa lây nhiễm COVID-19 cấp 4 vì số ca nhiễm COVID-19 cao và khuyến cáo công dân của mình là không nên du lịch vào nước Pháp nếu như chưa tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ. Vẫn tin liên quan đến vaccine, thưa quý vị, New York sa thải 1.430 nhân viên không tiêm vaccine COVID-19. Có hơn 1.400 công chức của thành phố đã bị sa thải vì từ chối tiêm vaccine COVID-19 trước thời hạn quy định là 11 tháng 2. Hầu hết là nhân viên của Bộ Giáo dục. Số viên chức bị chấm dứt hợp đồng chiếm chưa đến 1% của 370.000 thành viên của lực lượng lao động tại thành phố. Theo phát ngôn viên của Tòa thị chính New York, thì khoảng một nửa trong số 3.000 nhân viên bị sa thải vì quyết định không tiêm phòng trước thời hạn quy định. Thị trưởng thành phố New York là Eric Adams mô tả việc chấm dứt hợp đồng của nhân viên là một hình thức nghỉ việc, chọn việc rời bỏ công việc bằng cách không tuân thủ quy định của các nhà lãnh đạo. Vào ngày thứ Hai, Adams tuyên bố sẽ duy trì mục tiêu bắt buộc công chức thành phố phải tiêm chủng. Adams cũng đã bảo vệ quyết định của thành phố bất chấp phản ứng dữ dội của các đại diện nghiệp đoàn. Hơn 20 nghiệp đoàn hồi tuần qua đã kiện giới chức thẩm quyền thành phố New York, trong đó có Hiệp hội Cảnh sát, Liên đoàn Giáo viên và Hiệp hội Sở Cứu hỏa. Ông Adams đã cố gắng nâng cao tỷ lệ tiêm chủng 64% ở tiểu bang bằng cách yêu cầu lực lượng lao động tiêm vaccine COVID-19. Các thành phố lớn như Chicago và San Diego cũng đã yêu cầu công chức của họ tiêm vaccine COVID.
thành phố New York xác nhận đã có 914 người bị sa thải khỏi Bộ Giáo dục, 101 người của Cơ quan Quản trị Nhà ở, 75 người của Bộ Cải huấn, 40 người của Bộ Vệ sinh và 36 người của Sở Cảnh sát New York. Thưa quý vị, giá cổ phiếu của Moderna, Pfizer sụt giảm vì số ca nhiễm Omicron giảm mạnh tại Hoa Kỳ. Cổ phiếu của các nhà sản xuất vaccine COVID-19 vào hôm thứ Hai đã sụt nhanh, trong lúc mà số ca nhiễm COVID-19 giảm dần khắp Hoa Kỳ. Giá cổ phiếu Moderna giảm hơn 11%, mức giảm lớn nhất trong chỉ số S&P 500 vào hôm thứ Hai. Pfizer giảm gần 2% và BioNTech đã giảm 9%, trong khi Novavax đã giảm 11% và Johnson & Johnson đã giảm 1%, thưa quý vị. Theo Cố vấn Y tế của Tòa Bạch Ốc, bác sĩ Anthony Fauci, thì Hoa Kỳ đang thoát dần khỏi đại dịch COVID-19. Theo thống kê của trường đại học Johns Hopkins, thì Hoa Kỳ đã ghi nhận khoảng 175.000 ca nhiễm COVID mỗi ngày tính cho đến Chủ nhật, giảm 42% trong tuần vừa qua. Vào hôm 15 tháng Giêng, thì số ca nhiễm COVID-19 tại Hoa Kỳ tăng kỷ lục hơn 800.000 ca mỗi ngày. Khoảng 64% dân số của Hoa Kỳ đã tiêm chủng đầy đủ hai mũi vaccine Pfizer hoặc là Moderna, hoặc là một liều Johnson & Johnson. Cũng vào hôm thứ Sáu tuần vừa qua, Tổ chức Kiểm soát Thực phẩm và Thuốc men của Hoa Kỳ đã hoãn việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Pfizer và BioNTech COVID cho trẻ em dưới 5 tuổi. Pfizer và FDA cho biết hiện sẽ đợi cho đến khi mà số liệu về liều thứ ba được đệ trình vào tháng 4. Bắt giữ nam công dân Pennsylvania chặt xác bạn gái sau cuộc tranh cãi. Thưa quý vị, tuần qua thì cảnh sát tại Pennsylvania đã bắt giữ một người đàn ông 32 tuổi tên là Nicola Scoria đã chặt xác bạn gái sau cuộc tranh cãi dữ dội. Danh tính của nạn nhân vẫn chưa được tiết lộ. Cảnh sát Clifton Hayes cho biết đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 5 giờ sáng thứ Sáu của một số cư dân cư ngụ tại đây cho biết họ bừng tỉnh giấc ngủ vì tiếng la hét thất thanh của người sinh sống trong căn nhà kế bên. Những người này nói thêm rằng sau đó thì họ nghe những âm thanh giống như là tiếng cưa và tiếng sột soạt của các vật liệu làm bằng nhựa. Cảnh sát đến tận nhà của người đàn ông trên, một nam thanh niên người da trắng, quan sát ở bên ngoài cửa sổ phòng ngủ đã chứng kiến quả tàng cảnh ông này dùng dao rửa cắt và cưa chân trái của một người phụ nữ trong khi chiếc thủ cấp của nạn nhân nằm trên sàn nhà. Cảnh sát đã ập vào căn nhà để bắt giữ Scoria. Scoria khai rằng đang sống với nạn nhân mặc dù đã kết thúc mối quan hệ và đánh bà bất tỉnh trong cuộc tranh cãi. Cuối cùng, phần xác của nạn nhân để loại bỏ bằng chứng. Trời mà chị không hiểu, chắc ông này bị tâm thần quá em ơi. Dạ mang quá. Tại vì ông nói chuyện giống như là dễ dàng vậy đó, tự nhiên giết một người, xong rồi cưa, rồi phi tang, mà trong khi cái tiếng động thì ầm ĩ cho cả một cái cư dân địa phương người ta nghe. Dạ. Có phải là hay là họ khôn, họ không ngoan? Từng ta nói khôn ngoan, nhiều khi ông này cũng nghĩ sao á. Dạ. Trời ơi, ông cưa mà đến mức độ ông mà người ta đầu rồi ông còn cưa chân ông, nữa. Ông cưa tùm lum mà nghe mà người dân địa phương đó người ta nghe tiếng cưa, tiếng sột soạt mà cuốn viên nhựa mà ông bỏ vô này kia. Thì ông nghĩ sao vậy? Bởi vậy. Thường thường vậy là ông này tâm thần. Chứ nếu mà thường thường người ta mà che giấu bằng chứng thì người ta phải làm im lặng hay sao không? Giờ không hiểu ông luôn. Ông làm cho mọi người biết. Hơi tưởng tượng rồi đó. Bởi cũng tội nghiệp cho cô gái. Tội nghiệp xuống quá. Đau đớn không? Tự nhiên không bị giết, còn bị cưa tay, cưa chân, cưa đầu, tội nghiệp hết sức, rất là dã man quá. Là chị thấy không được bình thường. Em nghĩ vậy. Vâng. Dạ. Vâng, kính thưa quý vị, bản tin tiếp theo của ngày hôm nay cho biết là những người bị liệt được ghép tủy có thể đi lại. Các nhà khoa học đã phục hồi chức năng vận động ở ba người đàn ông bị liệt hoàn toàn bằng cách sử dụng hệ thống kích thích tủy. Kết quả cũng nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy cá nhân bị tổn thương tủy sống trầm trọng, không còn cảm giác và chân không cử động này có thể hoạt động trở lại. Giáo sư Grigory Cortin, nhà khoa học thần kinh tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ và Bệnh viện Trường Đại học Lausanne, tác giả chính của cuộc nghiên cứu nói rằng, mặc dù không có mối liên quan giữa não và tủy sống sau khi bị chấn thương, nhưng tủy sống nối với điện cực để đưa tín hiệu thần kinh đến vùng bụng, cho phép bệnh nhân bị mắc bệnh liệt có thể đi bộ. Ba bệnh nhân trong độ tuổi từ 29 cho đến 41 tham dự vào cuộc nghiên cứu đều bị chấn thương tủy sống vì tai nạn giao thông đã có thể tự đứng lên và đi bộ khoảng 300 bước.
Một trong số này là Michael Rocati đã bị liệt sau tai nạn xe gắn máy. Anh không còn cảm giác ở chân và anh đã cho biết là nay anh có thể đứng dậy, bước đến nơi mà anh muốn, đi cầu thang gần với cuộc sống bình thường sau khi được cấy ghép cuộc sống hồi tháng 8 năm 2020. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân bị liệt đều đủ điều kiện để thực hiện thủ thuật trên, vì ở những người bệnh không được phép bị tổn thương quá 6cm cuộc sống cần thiết để cấy điện cực. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Hoa Kỳ. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, chị Mỹ Lan và Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin thế giới. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.